Chào mừng các bạn đến với A Cup of Tea. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời ha. Vì bây giờ là giữa tháng 2 vẫn còn là mùa đông các bạn. Nhưng mà hôm nay thì thời tiết bỗng nhiên ấm trở lại khoảng 11 độ và trời nắng rất là đẹp. Và trong những lúc mà thời tiết như thế này á, thì người thành phố Toronto rất thích đi ra ngoài để đi dạo ha. Chính vì lý do đó mà hôm nay Lan và Thông sẽ đi xuống bờ hồ để đạp xe đạp. Sau 3 tháng không đạp rồi. Bạn nhớ đón theo dõi nha. Các bạn nhìn thấy ha, bây giờ Thông bắt đầu để cái xe đạp của Lan và Thông lên. Thông mặc áo màu xanh thì xe đạp của Thông là màu xanh. Lan mặc áo màu hồng thì xe đạp của Lan cũng giống màu hồng. Một chiếc nữa đó là xe đạp của Thông. Các bạn cũng có thể nhìn thấy ha, bây giờ mình sắp đến bờ hồ đó. Ngay đâu phải. Bên đây thì đang kẹt xe rất là nhiều. Còn bây giờ Lan và Thông đang đợi khi nào có cơ hội thì mình mới băng qua. Mấy cái xe chạy rất là nhiều. Các bạn cũng có thể thấy ha, nghe bờ hồ á, rất là nhiều người đi bộ nè, chạy xe đạp nè, rồi trượt cái patin ha. Bây giờ mình vào đây mình đậu xe. Lan lấy xe đạp xuống. Thank you. Chạy nha các bạn. Bạn cũng có thể thấy ha, từ đây mình có thể nhìn ra thấy được toàn cái thành phố của Toronto rất là đẹp, rất là mát. Còn bên đó là cái cầu mình mới vừa đi qua, còn đây là xe đạp của hai đứa mình. Cái chỗ bờ hồ này là chỗ mà hồi đó Lan với Thông chèo cái thuyền của Lan Thông ra tuốt đến đây luôn á, không Thông? Đó mình chèo từ ngay phía bên kia dưới hầm. Không thấy không sao, từ bên không. Kia qua bên này. Mình chèo từ cái chỗ Humber River nhá. Chèo ra tuốt ở đây xong mình chạy chèo tuốt dưới kia luôn. Xong quanh về lại. Đẹp quá. Chào tạm biệt Thông. Xe đạp thì không cần phải nổ máy, không cần tốn xăng.
tiếp tục đi. Bây giờ các bạn cùng đi tham quan với Lan nha. Người ta dắt chó đi dạo nè. Rất là nhiều người đi dạo hôm nay ha, tại vì thời tiết rất là đẹp. Chó màu trắng nhìn dễ thương. Bên phải hả? Con chó bên tay phải. Ồ, nãy đang thấy rồi, chó trắng bóp nhìn dễ thương. Chó sẽ thích đó hả? Sắp sửa lên dốc nha các bạn. Các bạn thấy người ta đang chạy bộ nè. Chạy chậm quá vậy. Nhớ khi xưa anh chờ em trên chiếc xe đạp. Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu. Mỗi tình thơ thoáng như một giấc mơ. Bờ hồ rất là rộng ha các bạn. Mỗi năm thì đến gần cuối tháng 8, đầu tháng 9 ha, thì tại chỗ bên tay trái của Lan nè là khu triển lãm, người ta sẽ tổ chức ngày hội ha, gồm có rất là nhiều các trò chơi, các hoạt động cũng như là các xe bán đồ ăn, gọi là CNE các bạn. Là Canadian National Exhibition. Yeah. Và rất là nhiều người tham gia ha. Cũng có một số các nhà buôn bán mà từ trên khắp thế giới đó, người ta đến các bạn để người ta trưng bày những sản phẩm của người ta cũng như là giới thiệu đến cho mọi người ở nước Canada biết ha. Thì mùa hè năm nay nếu như có dịp Lan sẽ đi và quay giới thiệu với các bạn. Ontario please. Bây giờ Lan và Thông chạy ngược về ha các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 2, bây giờ là 4 giờ 37 phút. Lan và Thông đang chạy xe đạp về bãi đậu xe nơi mà Lan và Thông đã đậu. Lan làm video này là để giới thiệu với những bạn sống ở Việt Nam biết thêm về cuộc sống ở Canada như thế nào. Hy vọng là các bạn ủng hộ video của Lan, vì nhờ có sự ủng hộ của các bạn mà Lan có thể làm ra được thêm nhiều video hơn phục vụ cho các bạn. Các bạn có thể ủng hộ Lan bằng cách like video này hoặc là đăng ký subscribe, hoàn toàn là miễn phí các bạn ha. Và thông qua những sự ủng hộ đó, Lan sẽ tiếp tục hơn nữa cố gắng để làm ra cho các bạn những sản phẩm video hay để cho các bạn coi và biết thêm về đời sống của con người ở thành phố Toronto là như thế nào. Từ đây thì các bạn có thể nhìn thấy bờ hồ cũng như là toàn cảnh của thành phố rất là rõ ha. Lan thì có thể nhìn rõ lắm, không biết trong cái video này như thế nào. Hy vọng là các bạn cũng có thể nhìn thấy rõ được ha. Toàn cảnh của thành phố ha, rất là đẹp.
rất là thoáng mát, trong lành, yên, không có yên tĩnh lắm tại vì xe hơi chạy. Được mỗi 30 phút mà. Mà cứ mỗi 30 phút như vậy thì các bạn trả xe lại. Trả lại các bạn có thể mướn lại nữa ha. Và một như vậy là một đồng, một ngày là 7 đồng. Nhưng mà nếu như các bạn chạy vượt quá 30 phút đó đó thì người ta sẽ chạc thêm tiền các bạn. Cái đó cũng rất là thuận tiện cho một số người ở trong thành phố ha. Người ta muốn đi từ điểm này đến điểm khác á thì người ta có thể xài những chiếc xe đạp đó. Dọc bên bờ hồ là có những cái chiếc ghế ha, các bạn có thể ngồi đó ngắm cảnh ha, nghỉ ngơi ngắm cảnh. Ta chơi patin đó các bạn. Lan thì Lan không biết chơi cái đó.